Ok, chào mừng các bạn đến với channel với THT. Cái video tìm hiểu về Michael Myers hiện tại đang cũng khá là lâu rồi. Thế lâu lâu quá đi. Hôm nay mình sẽ làm video thử thách, nhưng mà mình không dám chắc là cái thử thách này có an toàn với mình không. Vì mình đã xem một số video liên quan đến thử thách này rồi, nhưng mà có những hiện tượng khá là hơi rùng rợn. Mình mong là thử thách này nó không có ảnh hưởng gì đến mình. Và thử thách hôm nay mình sẽ làm là thử thách khắc tên bằng nến. Cái video này là mình sẽ thử khắc tên bằng nến đó đây, đó cái nến đó. Đó. Thì này mình không chắc là có an toàn không. Rồi. Rồi. Trước khi mình bắt đầu thử làm, Bị đâu cả. các bạn nhớ like và subscribe cho mình, và nhớ ấn ấn nút chuông để nhận thêm nhiều video hơn. Đây là tôm. Đó. Ê, một Đi. tem áo giang không à? Thiệt, Đi. tem áo giang. À. Nè, vàng. Đó. Ok. Mình thử xem là khắc tên thử tên xác nhận là Jack Chu là thử một tí khắc tên xác thôi đó. Nguồn máy nhân đỏ. Ê. Chỉ rồi cái gì y không đủ. không sao tôi biết gì cả không biết mà ơi chẳng đưa những người bắt bắt các bạn nó ok chữ e đúng trước mặt người là chữ F hình như là có hai 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 chữ lận phải không? Chữ chép á. Quyết không đủ. Đủ mà không sao nói. Vậy đúng anh không? Chưa dữ vậy? Chị ép Kéo dài này xuống. Cái này dài ừ. này xuống luôn. À. Tài lanh á, cũng là tài lanh nữa. Lãnh đạo cô đào. Tài lanh cái đầu á. Đó, giờ phải chỉnh với cái này là cái đó. Để làm sao? Đó, nó là xong chỉ chép ra đây. Nó sẽ thực sự là nó sẽ e cái chỗ này. Mình đổi nó như khá nhiều nữa ra, nhìn nó hơi xấu. Chỗ này cũng vậy. Mình đã cho nó chọn à, nên nó nên cho mấy cái dọn nến nhiều quá cái chỗ này nó to quá đâu mà tao kệ cũng không sao rồi mình sẽ thử điểm đốt đây đó bây giờ mình sẽ thử đốt cái này lên xem như thế nào đây chị đó. Chết được kêu lờ đâu. Hả?
được cơ L đâu thiếu. Chắc được cơ L đâu. Bị chết kêu L nên bị chết hoàn toàn rồi. Nó tan ra hết rồi. Thấy miệng không? Cái miệng đó nó là những giọt nước lớn. Nó chết hoàn toàn rồi. Chết tổ cơ rồi, hãy chết đi. Dạ! Ủa là chết lâu chưa? Đi ra. Chết tổ cơ rồi. Chết lâu vậy? Ồ, chết lâu thì luôn đó chứ.